cái chui á, mình sẽ cắm nó vô. Cái đèn này là đèn cảm ứng ha, mình chạm vô nè nó sẽ sáng, mình chạm thêm nè nó sẽ sáng hơn nữa ha, mình chạm một cái nữa nó sáng, mình chạm thì nó tắt. Rồi ở dưới đây á thì nó có chỉnh cho mà mình nó mấy cái thứ ngày tháng ở dưới đây ha. Cái này nó còn nguyên si cho nên là mình chưa có bóc nó ra.